Tuyển nữ U18 Việt Nam vào chung kết giải Đông Nam Á 2022. Nhập cuộc với quyết tâm cao, tuyển nữ U18 Việt Nam chủ động chơi tấn công và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành đối phương. Phải đợi tới phút thứ 26, các cô gái Việt Nam mới mở tỷ số. Từ pha dứt điểm đập xa dội ra của đồng đội, Đỗ Thị Ánh Mỹ có mặt kịp thời để sút bồi ghi bàn thắng cho đội nhà. Cuối hiệp 1, tuyển nữ U18 Việt Nam có thêm một số cơ hội nhưng không thể nhân đôi cách biệt. Bước sang hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Akiza Izizi tiếp tục chủ động tấn công, gia tăng cách biệt về tỷ số. Phút 58, Minh Chuyên thoát xuống vượt qua luân thủ môn May Okin, ghi bàn thắng thứ 2 cho đội nhà. 6 phút sau, Nhật Lan tận dụng tốt cơ hội để nâng tỷ số lên 3-0 cho U18 nữ Việt Nam sau đường trả bóng ngược từ biên của đồng đội. Phút 80, U18 nữ Myanmar mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Dù vậy, khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, Hoàng Vân tiếp tục nâng tỷ số lên 4-1 cho đoàn quân của huấn luyện viên Akiza Izizi. Đánh bại U18 nữ Myanmar, U18 nữ Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết. Đối thủ của các học trò huấn luyện viên Akiza Izizi là U18 Australia. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!